Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Ronaldo ghi tên vào lịch sử Euro, Bồ Đào Nha chật vật ngược dòng trước Cộng hòa Séc. Rạng sáng nay ngày 19 tháng 6, theo giờ Hà Nội, đội tuyển Bồ Đào Nha ra sân tại lượt trận mở màn vòng chung kết Euro 2024 với cuộc chạm trán đội tuyển Cộng hòa Séc. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ chính thức đi vào lịch sử giải bóng đá vô địch châu Âu UEFA Euro với tư cách là cầu thủ đầu tiên có 6 lần tham dự giải đấu trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Trong quá khứ, Ronaldo lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết Euro là vào năm 2004 khi giải đấu năm đó được tổ chức trên sân nhà. Với đội hình mạnh nhất cùng chất lượng nhỉnh hơn hẳn, không quá bất ngờ khi Bồ Đào Nha là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân. 45 phút đầu tiên chứng kiến Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 72% thời lượng, tung ra 9 cú dứt điểm, được hưởng tới 8 quả phạt góc nhưng lại không tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn thắng. Ronaldo như thường lệ là cái tên nhận được nhiều bóng nhất và cá nhân siêu sao 39 tuổi đã có ít nhất 3 cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Stanek, người đã chơi rất tập trung và nhận được sự bọc lót rất tốt tới từ các đồng đội. Trong khi đó, suốt 45 phút đầu tiên, Cộng hòa Séc thi đấu chịu trận và không có bất cứ cú dứt điểm nào. Trở thành cặp đấu đầu tiên không có bàn thắng được ghi trong hiệp 1 tại Euro 2024, Bồ Đào Nha bước vào hiệp 2 với quyết tâm rất cao để sớm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những ngôi sao tấn công hàng đầu của Selecao đã không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Stanek khi vấp phải hàng thủ được bố trí dày đặc và nhiều lớp. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Bồ Đào Nha hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi phải nhận bàn thua ở phút 62 sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Cộng hòa Séc từ đầu trận. Hậu vệ Kufan đã có tình huống trả ngược vô cùng thuận lợi để tiền vệ Provost tung ra cú dứt điểm ngay sát mép vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa đánh bại thủ thành Costa mở tỷ số đầy bất ngờ cho Cộng hòa Séc. Bất ngờ nhận bàn thua, huấn luyện viên Roberto Martinez có những sự thay đổi nhân sự nhằm xoay chuyển tình thế và ngay lập tức phát huy hiệu quả. Khi mà các ngôi sao tấn công chưa ghi được bàn thắng, Bồ Đào Nha được hưởng lợi từ pha đá phản lưới nhà. Hậu vệ Nuno Mendes được bố trí đá cao đã có tình huống đánh đầu ở góc hẹp buộc thủ thành Stanek đổ người đấm bóng, nhưng lại đi trúng chân người đồng đội Hranac đang lao về vô tình trở thành một quả đá phản lưới nhà. Hưng phấn sau bàn gỡ, Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng và kịch tính đã đến ở những phút cuối trận. Phút 87, Ronaldo đánh đầu dội cột dọc, Jota đánh đầu nối tung lưới Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được công nhận khi Ronaldo đã rơi vào thế việt vị. Đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Martinez đã phát huy hiệu quả. Pedro Neto có đường căng ngang vào trong để Francisco Conscao, con trai của cựu danh thủ Sergio Conscao dứt điểm tung lưới Stanek sau khi hậu vệ Hranac phá bóng không dứt khoát. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu, qua đó giúp Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng. Guler lập siêu phẩm mang về 3 điểm cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu vệ cánh phải Munder đã mang về bàn thắng dẫn trước cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút thứ 25 với cú volley tuyệt đẹp đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Georgi Mamardashvili bên phía Georgia không có cơ hội cứu thua. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, George Mikautadze đã ghi bàn thắng đầu tiên của Georgia tại một giải đấu lớn. Phút thứ 65, tiền đạo 19 tuổi Arda Güler của Real Madrid trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 ghi bàn trong trận ra mắt Euro với cú sút xa đẳng cấp, bóng đi vòng cung hiểm hóc vào góc cao khung thành từ khoảng cách 25m. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng, Georgia thậm chí đã dứt điểm trúng cột dọc và có một cú sút bị chặn phá ngay trước vạch vôi khung thành ở phút bù giờ thứ 5. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã ấn định chiến thắng kịch tính ở giây cuối cùng. Cầu thủ vào sân thay người Kerem Aktürkoğlu thoát xuống đón đường truyền dài, bình tĩnh xử lý tình huống và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. Sân vận động Signal Iduna Park của Dortmund, thường được gọi là bức tường vàng, đã trở thành bức tường đỏ khi các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng quan trọng mang về 3 điểm. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.